âm tàng của như lai có tướng đại nhân tên là mây khắp vang ra âm thanh của Phật, dùng tất cả báu đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh mani đèn hoa rực rỡ. Quang minh đó rất sáng rực rỡ, đủ các màu sắc báu, chiếu khắp tất cả hư không thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, du hành đến đi khắp cùng các nơi, đó là 77. Không phải của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây đèn báu óng ánh chiếu khắp, dùng các báu mani để trang nghiêm, phóng quang minh báu rực dỡ không nghĩ bàn răng bùa mười phương tất cả pháp giới và hư không pháp giới đồng làm một tướng mà sinh ra tất cả các tướng trong mỗi mỗi tướng đều hiện tự tại thần biến của chư phật đó là bảy mươi tám hông trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây quang minh che trùm hư không thị hiện tất cả biển pháp giới, dùng báu đẹp thanh tịnh như hoa sen để nghiêm sức, phóng lưới quang minh chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp đủ thứ tướng mây, đó là 79. Đùi phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Hiện Khắc, dùng các màu sắc mani để trang nghiêm, đùi và bắp chân trên dưới xứng nhau, phóng quang minh diệu pháp mani rực rỡ, trong một niệm thị hiện khắp tất cả bảo vương du bộ tướng hải, đó là 80. Đùi trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Hiện Tất Cả vô lượng biển tướng của Phật, dùng tùy thuận an trụ để trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh du hành rộng lớn chiếu khắp chúng sinh đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng đó là 81 bắp chân nai chúa y ni diên bên phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây tất cả hư không pháp giới dùng quang minh báu đẹp để trang nghiêm tướng đó tròn thẳng khéo hay đi bộ phóng quang minh màu vàng diêm phủ thanh tịnh chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật phát ra âm thanh lớn đều chấn động khắp lại hiện tất cả cõi nước chư phật trụ trong hư không báu rực rỡ trang nghiêm vô lượng bồ tát hóa hiện trong đó đó là tám mươi hai bắp chân nai chúa y ni diên bên trái của như lai có tướng đại nhân tên là mây biển trang nghiêm màu sắc như vàng thật có thể du hành khắp tất cả cõi phật phóng quang minh tất cả báu thanh tịnh đầy khắp pháp giới thí làm phật sự đó là 83. Lông trên bắp chân báu của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây hiện hình bóng khắp pháp giới. Lông đó vòng bên phải trên mỗi đầu sợi lông đều phóng ra quang minh báu đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thị hiện thần lực của tất cả chư Phật. Các lỗ lông đó đều phóng quang minh, tất cả cõi Phật đều hiện hiện trong đó, đó là 84 dưới chân của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây tất cả biển Bồ Tát An Trụ, màu sắc như kim cang vàng diêm phù đàn, hoa sen thanh tịnh phóng quang minh báu, chiếu khắp mười phương các biển thế giới, mây báu thơm rực rỡ khắp cùng nơi nơi, giở chân cất bước, hương thơm tỏa khắp, đầy đủ các sắc báu đầy khắp pháp giới, đó là 85.